Chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California, băng tần 57.19, 16.12 cũng như hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, trang web ibctv.us. Chương trình của sáng hôm nay được thực hiện bởi sứ ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. NATO sẽ tăng lực lượng lên 300.000. Điện Kremlin bác bỏ tin Nga bị vỡ nợ. Tòa án Na Uy nêu tên nghi phạm trong vụ nổ súng ở quán bar đồng tính Oslo. Nữ hoàng Tây Ban Nha và đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ thăm trung tâm ung thư Madrid. Đan Mạch hồi hộp làm nên lịch sử với Tour de France Grand Départ. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay đã cho biết NATO sẽ tăng lực lượng lên là 300.000. Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg xác nhận liên minh quân sự sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ và răn đe tại biên giới phía đông. Phát biểu vào ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký của NATO đã cho biết liên minh sẽ tăng số quân sự sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 binh sĩ, đồng thời cũng nâng cấp các nhóm tác chiến ở sườn phía đông của khối lên cấp lữ đoàn. Ngoài ra, thì NATO cũng sẽ điều động thêm nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống phòng không nhằm củng cố khả năng phòng thủ của các nước thành viên ở sườn phía đông. NATO hiện có khoảng 40.000 binh sĩ duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Việc tăng quân số sẵn sàng chiến đấu lên 300.000 người sẽ giúp cho NATO phản ứng nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Những diễn biến này là sự cải tổ lớn nhất về năng lực phòng thủ và răn đe tập thể của khối kể từ chiến tranh lạnh, theo ông Stoltenberg đã cho biết. Tổng thư ký cũng nói thêm, lãnh đạo của các nước sẽ đồng thuận tăng cường viện trợ các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cuộc kháng chiến của quân dân Ukraine. Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm các trang bị quan trọng như thiết bị thông tin liên lạc an toàn, vũ khí chống máy bay không người lái, nhiên liệu. Về lâu dài thì hỗ trợ của khối sẽ giúp quân đội Ukraine chuyển dần sang sử dụng các loại vũ khí và phương tiện theo tiêu chuẩn NATO. Theo ông Stoltenberg thì khoản hỗ trợ này tách riêng khỏi viện trợ vũ khí mà các thành viên NATO đang dành cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO dự kiến khai mạc từ 28 tháng 6 ở Madrid, Tây Ban Nha. Chiến sự ở Ukraine cũng như đơn gia nhập liên minh của Thụy Điển và Phần Lan sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của năm nay. Điện Kremlin bác bỏ tin Nga bị vỡ nợ. Điện Kremlin vào hôm thứ Hai đã bác bỏ những tuyên bố rằng họ đã vỡ nợ lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, sau khi hết thời gian ấn hạn đối với khoản thanh toán lãi suất là 100 triệu Mỹ Kim. Trong cuộc gọi với các phóng viên, phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đã cho biết là Nga đã thanh toán trái phiếu đến hạn vào tháng 5, nhưng việc họ bị Euroclear chặn lại vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga không phải là vì vấn đề của chúng ta. Nga đã phải vật lộn để duy trì các khoản thanh toán cho 40 tỷ Mỹ Kim trái phiếu chưa thanh toán kể từ khi xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, và các lệnh trừng phạt sâu rộng đã cắt nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và đã khiến nhiều nhà đầu tư không thể chạm tới tài sản của mình. Từ lâu, Nga đã cho biết là họ có tiền để thanh toán. Nga gọi đó là vỡ nợ giả vì các lệnh trừng phạt ngăn chặn các trái phiếu của nước ngoài nhận tiền mặt. Vào hôm thứ Hai, thì một viên chức của Hoa Kỳ cũng cho biết là vụ vỡ nợ đã cho thấy các lệnh trừng phạt đang tác động đáng kể đến nền kinh tế của Nga như thế nào. Khoảng một nửa số vàng và dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, trước đó cũng đã bị phong tỏa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Moscow đưa quân tới Ukraine. Euroclear cũng không đã trả lời ngay lập tức
theo yêu cầu để bình luận. Tòa án của Na Uy đã nêu tên nghi phạm trong vụ nổ súng ở quán bar đồng tính Oslo. Một tòa án của Na Uy hôm thứ Hai đã nêu tên nghi phạm gây ra vụ cuồng sát chết người tại một quán bar dành cho người đồng tính nam ở Oslo là Chania Matapo, một công dân Na Uy gốc Iran. Matapo, kẻ bị cảnh sát mô tả là một phần tử Hồi giáo cực đoan, có tiền sử bệnh tâm thần, bị buộc tội giết 2 người và làm bị thương 21 người vào hôm thứ Bảy, ngày thành phố tổ chức lễ diễn hành tự hào hàng năm. Tòa án của quận Oslo sẽ quyết định vào hôm thứ Hai các điều khoản ban đầu về việc giam giữ Matapo trong lúc điều tra vụ xả súng hàng loạt. Cảnh sát cho biết anh ta sẽ trải qua một cuộc đánh giá tâm thần như một phần của việc đó. Các dịch vụ tình báo thì cho biết họ đã biết về anh từ năm 2015 và anh ta từng là một phần của mạng lưới các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Na Uy. Theo John Christia Elden, luật sư của nghi phạm, đã không trả lời yêu cầu bình luận khi được Reuters liên hệ. Ông đã nói với TV2 rằng không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về động cơ hoặc lý do của vụ tấn công. Matapo bị buộc tội giết người, âm mưu giết người và khủng bố. Phản ứng của anh ta đối với những cáo buộc không được biết. Theo tờ Vichy lá cải đưa tin, thì Matapo đã chuyển đến Na Uy từ nhỏ cùng với cha mẹ. Khi trưởng thành thì anh sống ở Oslo và trở thành một người cha. Và trong vài năm thì nguồn thu nhập chính của anh ta là tiền trợ cấp. Nữ hoàng Tây Ban Nha và đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ thăm trung tâm ung thư Madrid. Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Jill Biden và nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha đã đến thăm Hiệp hội chống ung thư của Tây Ban Nha vào hôm thứ Hai, khi các nguyên thủ quốc gia đang tập trung tại Madrid để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Đệ nhất phu nhân đã tới Tây Ban Nha vào hôm Chủ nhật, trước chồng của bà là Tổng thống Joe Biden đang ở Munich dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7. Gia đình của Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự dạ tiệc hoàng gia cùng với các nhà lãnh đạo các thế giới khác do vua Philip tổ chức tại cung điện hoàng gia của Madrid vào hôm thứ Ba. Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên của NATO sẽ gặp nhau tại Madrid vào hôm thứ Tư và thứ Năm, khi tổ chức này phải đối mặt với thách thức chưa từng có từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trong khi đó thì Đan Mạch hồi hộp làm nên lịch sử với Tour de France Grand Départ. Những công việc chuẩn bị cuối cùng đang được tiến hành tại Copenhagen trước thềm của Grand Départ của Tour de France vào hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 7. Cuộc đua sẽ bắt đầu với thử thách thời gian cá nhân dài 13 cây số tại Copenhagen trước khi chặng thứ Hai đưa đoàn vượt qua cây cầu Rebel dài 18 cây số. Chặng thứ Ba và cũng là chặng cuối cùng tại Đan Mạch sẽ chứng kiến các tay đua vượt quãng đường là 182 cây số giữa Valle và Sandefjord. Sự hưng phấn dâng cao ở Copenhagen, một thành phố nơi việc đạp xe rất phổ biến, và Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia thứ 10 tổ chức Tour de France Grand Départ. Người hâm mộ đua xe đạp Mark Harlan Hagelin đã nói rằng: "Tôi nghĩ nó sẽ thật sự tuyệt vời. Thời tiết sẽ rất tuyệt, sẽ thật tuyệt vời khi Tour de France cuối cùng cũng đến với Copenhagen và đương nhiên là phần còn lại của Đan Mạch." Phiên bản thứ 109 của cuộc đua sẽ tiếp tục qua Pháp và kết thúc tại Paris vào ngày 24 tháng 7. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với ban tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, San Francisco kỷ niệm ngày tự hào sau phán quyết của tòa án tối cao. Hàng ngàn người đổ ra đường phố của San Francisco vào hôm Chủ nhật để kỷ niệm ngày tự hào với những lá cờ cầu vồng khổng lồ, những chiếc váy đầy màu sắc và những chiếc xe hoa. Quyền phá thai và quyền chuyển giới được chú trọng hàng đầu tại cuộc diễn hành
tự hào và ở San Francisco, nơi mọi người cầm những tấm biển ghi hủy bỏ tòa án Roe v. Wade năm muôn năm và chúng tôi bất đồng chứng kiến. Trong số những người tham gia có Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi, người đi trên một chiếc xe trong cuộc diễn hành. Những người tham dự lễ kỷ niệm niềm tự hào do cộng đồng LGBT ở khắp Hoa Kỳ đã được tổ chức vào cuối tuần đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của tòa án tối cao về việc đảo ngược quyền phá thai theo hiến pháp và làn sóng luận chống chuyển giới. Trong năm hơn 50 năm qua, thì những người thuộc cộng đồng LGBT và những người ủng hộ đã diễn hành vào cuối tuần của tuần cuối tháng 6 để kỷ niệm các quyền tự do giành được khó khăn. Nhưng giờ đây, nhiều người lo sợ những quyền tự do đó đang bị đe dọa. Các cuộc diễn hành tưởng niệm các cuộc biểu tình nổ ra sau khi cảnh sát đã đột kích một quán bar dành cho người đồng tính tại Stonewall Inn ở thành phố New York vào ngày 28 tháng 6 năm 1969. Một con voi con mammut hơn 30.000 năm, một khám phá tình cờ của các thợ mỏ đào vàng ở Yukon của Canada đã dẫn đến việc phát hiện ra một xác ướp mammut với bộ lông gần như hoàn hảo, được cho là đã tồn tại hơn 30.000 năm. Xác ướp của con voi mammut cái chưa trưởng thành được đặt tên là Nunchaga, có nghĩa là con vật lớn trong tiếng Hàn của người bản địa, theo CBS dẫn thông tin từ chính quyền của vùng lãnh thổ Yukon ở cực Tây Canada cho biết hôm 25 tháng 6. Người đào vàng đã tìm thấy xác ướp vẫn còn nguyên cả da và lông trong khi đào xuyên qua lớp băng vĩnh cửu ở Urakaray trong mỏ vàng Klondike ở Chaudet Huyen thuộc vùng lãnh thổ của Yukon. Khi còn sống thì Nunchaga có khả năng đã đi lang thang ở Yukon với ngựa hoang, sư tử hang và bò rừng thảo nguyên khổng lồ. Giới chức trách cũng khẳng định đây là phát hiện quan trọng và hiếm thấy, ngay cả đối với một khu vực như Yukon, nơi có hồ sơ hóa thạch nổi tiếng thế giới về động vật kỷ băng hà. Một số phát hiện tương tự từng được ghi nhận ở Alaska với xác ướp một con voi mammut bán phần tên là Effie được tìm thấy vào năm 1948 và vào năm 2007, xác của một con voi mammut sơ sinh 42.000 tuổi có tên là Liuba cũng đã được tìm thấy ở Siberia. Con Nunchaga có kích thước tương tự với Liuba, theo thông cáo từ chính quyền của địa phương nơi đây đã cho hay. Vô tình đã quyên được 15.000 Mỹ Kim cho cháu chữa bệnh ung thư. Cụ ông đã bỏ lại xe dưa hấu về quê kiếm tiền chữa bệnh cho cháu gái mắc bệnh ung thư, nhưng đã tình cờ quyên góp được 15.000 Mỹ Kim. Ông Drew, 70 tuổi, thường dành 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày lái xe kéo đi khắp Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, để bán dưa hấu với giá 20 nhân dân tệ, tức là khoảng 3 Mỹ Kim cho mỗi quả dưa hấu, theo SCMP đưa tin. Sau khi cháu gái của ông được chẩn đoán là mắc u nguyên bào thần kinh, là loại ung thư ảnh hưởng đến các mô thần kinh, thì ông Joe đã nhận ra là xe dưa hấu không đủ để giúp cho gia đình trang trải chi phí y tế, mà các bác sĩ ước tính đã lên tới 600.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 89.000 Mỹ Kim. Vì con trai đang đi làm và con dâu bận chăm sóc con ốm, nên ông Joe đã quyết định cần phải trở về quê nhà ở thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam, để cố gắng kiếm thêm tiền bằng nghề nông. Ông đã để lại xe dưa hấu bên đường cùng với tấm bìa carton ghi vài dòng chữ giải thích tình hình. Ông cũng để lại mã QR trên quầy hàng để người có thể mua dưa hấu và tự thanh toán. Tuy nhiên, ông không ngờ việc làm này đã mang đến niềm vui đặc biệt cho gia đình của ông. 3 ngày sau khi ông Chu về quê, gia đình đã ngạc nhiên khi nhận được 20.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 3.000 Mỹ Kim, từ một người lạ tốt bụng. Trong vài ngày tiếp theo, thì khoảng 3.000 người lạ đã quyên góp từ 50 đến 2.000 nhân dân tệ. Cuối cùng thì đã giúp cho gia đình ông quyên góp được 100.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 15.000 Mỹ Kim. Tôi đã không bao giờ quên được lòng tốt từ tất cả những người lạ, và tôi phải cố gắng bán những quả dưa hấu ngon nhất để đáp lại tấm lòng của họ, ông Du đã chia sẻ. Tin tức cập nhật từ Việt Nam. Bắt bỏ tù người bất đồng ở Việt Nam lên cao nhất trong năm 2021 và năm 2022.
Báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam được thực hiện với sự cộng tác của một số người hoạt động nhân quyền trong nước và sử dụng nguồn mở từ báo chí nêu lên tình trạng bạo hành gia tăng của lực lượng cơ quan công quyền với hồ sơ của 13 vụ án, trong đó nghi phạm bị đánh đập đến chết hoặc bị thương tích nặng. Trong khi đó, thì trước Liên Hiệp Quốc, đại diện chính phủ của Việt Nam phủ nhận việc bạo hành của cơ quan công quyền là nguyên nhân gây tử vong cho những nạn nhân trong thời gian bị tạm giam tại đồn. Viên chức đó còn cho hay, các nạn nhân đã tử vong vì đã mang trọng bệnh trước khi bị bắt, hoặc có thể là do phạm nhân dây dứt dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử. Báo cáo với công bố của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là một sự bổ túc cho các văn bản ghi nhận tình hình quyền con người ở quốc gia Đông Nam Á của các tổ chức quốc tế, ví dụ như nạn nhân kỳ thị vẫn phổ biến, bao gồm kỳ thị đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kỳ thị đối với người ngoại đảng, kỳ thị nhóm dân tộc thiểu số, kỳ thị người có tôn giáo và kỳ thị đối với phụ nữ. Số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao, bệnh viện lo thiếu thuốc, tin từ Việt Nam. Tính đến hết ngày 24 tháng 6, thì số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết ở Việt Nam đã lên tới 77.000 người, với 30 trường hợp tử vong, theo tổng kết của Bộ Y tế. Nhưng dự báo của các chuyên gia y tế đã cho thấy, con số này sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng tiếp theo. Theo truyền thông nhà nước vào hôm 27 tháng 6 cho biết, các chuyên gia y tế lo ngại số trường hợp nặng, sốt do sốt xuất huyết tăng cao so với 3 năm cùng kỳ, trong khi còn 3 tháng nữa mới đến đỉnh điểm. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thì đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, vào sáng ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận và điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Sài Gòn. Các bác sĩ tại các bệnh viện đã được Bộ Y tế đi kiểm tra cho biết là họ liên tục tiếp nhận các trường hợp nhiễm sốt xuất huyết mỗi ngày và số ca đã tăng liên tục. Hiện việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân vẫn được kiểm soát tốt, nhưng các bệnh viện đã gặp khó khăn về nguồn cung ứng thuốc điều trị sốt xuất huyết. Cụ thể là tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện đang thiếu các loại thuốc điều trị như là Dextran 40, HES 200, Dextran 70 và các thuốc vận mạnh như là Dopamine. Nhiều địa phương của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh nhân nói chung sau khi các loạt các giới chức y tế đã bị khởi tố và bắt giữ do những sai phạm trong đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế trong thời gian đại dịch coronavirus 2 năm vừa qua. Tiểu bang California tăng thuế xăng tuần này, giá xăng sẽ tăng thêm là 3 cent cho 1 gallon. Thuế xăng ở tiểu bang California chỉ còn khoảng một tuần nữa là tăng lên lần nữa, nhưng do giá xăng tăng vọt mấy tuần gần đây nên với một số cư dân, tăng thuế xăng vào lúc này có lẽ là lúc không thể tệ hơn. Theo đài phát thanh KCPS hôm thứ Năm, tức là ngày 23 tháng 6 đã đưa tin. Thời điểm tăng thuế xăng này đặc biệt tệ hại cho những người đang tính lái xe đi chơi xa mấy tuần sắp tới. Kể từ ngày 1 tháng 7 thì giá xăng ở tiểu bang California sẽ tăng là 3 cent cho 1 gallon. Nghe có vẻ không nhiều nhưng cộng dồn sẽ nhiều, nhất là vì giá xăng vẫn đang tăng. Trước đây thì thống đốc Gavin Newsom đề nghị hoãn tăng thuế xăng của năm nay, nhưng quốc hội của tiểu bang California đã bác bỏ đề nghị đó. Các nhà lập pháp của tiểu bang cũng đang bế tắc về kế hoạch trợ cấp tiền xăng cho cư dân, làm thất vọng tài xế khắp tiểu bang. Mặc dù thời điểm tăng thuế xăng lần này có vẻ không thích hợp, nhưng số tiền thu được sẽ dành cho đường xá và phương tiện giao thông công cộng của tiểu bang California vốn đang rất cần sửa chữa cũng như là bảo trì. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Khanh và Hà Anh xin kính chúc cho quý vị khán giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.